Chào, Yến Chi rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người tại channel của Mr. Zero. Khi các ngôi sao Bale, Ronaldo quá nhàm chán trên băng ghế dự bị, trong chiến thắng của Real Madrid rạng sáng ngày 14 tháng 7, Gareth Bale tiếp tục gây chú ý với khoảnh khắc không giống ai trên ghế dự bị. Real Madrid chạm trán Granada ở vòng 36 La Liga năm 2019-2020. Huấn luyện viên Zidane tiếp tục để Bale dự bị và không cho cơ hội vào sân cho tiền đạo người xứ quê. Sau trận đấu, tấm ảnh về Bale liên tục được chia sẻ trên mạng. Cổ động viên đặt câu hỏi, Bale đang muốn thể hiện điều gì? Bale bị chỉ trích vì ngủ gật trên khán đài. Ngôi sao người xứ quê đã lấy khẩu trang che mắt, vô tư ngủ gật dù trận đấu đang diễn ra. Bale nhận hơn 300.000 euro mỗi tuần để ngồi dự bị và có những hành động chẳng giống ai. Chuyện gì đang xảy ra với Bale và Ryan? Cổ động viên Smooth đặt câu hỏi. Đừng quên subscribe channel thứ hai của Mr. Zero được chúng mình đính kèm ở dưới phần mô tả để luôn ủng hộ cho channel của chúng mình nhé. Bảy ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Không phải lúc nào các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới cũng đều nắm chắc một suất ra sân thi đấu trong đội hình chính. Vậy khi ngồi trên băng ghế dự bị, các ngôi sao thường làm gì? Hãy cùng theo dõi video này để có câu trả lời nhé. Không có tên trong đội hình chính của Zidane trong những vòng đấu cuối tại đấu trường La Liga, nhưng Bale luôn biết cách biến mình thành tâm điểm ngay cả khi không được ra sân. Truyền thông thế giới đã tung những hình ảnh cầu thủ xứ Wales làm trò trên băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trước Alaves, khi thì đùa nghịch với cái khẩu trang, khi thì khoanh tay ngủ gật không màng thế sự như thế này. Tuy nhiên, những hành động đó của Bale bị các cổ động viên cho là thiếu nghiêm túc và không tôn trọng đội nhà. Các siêu sao thế giới không chỉ là tâm điểm khi thể hiện đẳng cấp ở trên sân bóng, mà ngay cả khi ngồi trên băng ghế dự bị, họ dường như cũng thuộc một thế giới khác, khiến người hâm mộ ngưỡng mộ, và Messi là một ví dụ. Có đến 10 cổ động viên tập trung muốn tự tay thu lại hình ảnh của siêu sao người Argentina ngay cả khi anh không thi đấu trên sân như thế này. Dù đang ngồi trên băng ghế dự bị trong trận tranh cúp Bernabeu giữa Real và Fiorentina năm 2017, thế nhưng hậu vệ Marcelo và thủ môn Navas cũng không chịu ngồi yên khi lấy bóng tân truyền cho nhau. Khoảnh khắc thú vị này được nhiều người hâm mộ Real Madrid chia sẻ rần rần vì sự đáng yêu của hai ngôi sao này. Cậu bé này chắc chắn là fan nhí hạnh phúc nhất trên thế giới khi không chỉ được gặp gỡ, trò chuyện với siêu sao số 1 làng túc cầu mà còn được đập tay như những người đàn ông với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người bồ cũng nhận được vô số lời khen ngợi khi có thái độ thân thiện và cởi mở với fan nhí của mình. Người đặc biệt luôn được coi là một trong những huấn luyện viên cá tính nhất thế giới, và chính sự cá tính ấy là gia vị khiến cho mọi đội bóng đối đầu với câu lạc bộ mà ông đang dẫn dắt đều trở nên thú vị. Trong trận đấu giữa Tottenham và Man City hồi tháng 2 vừa rồi, Mourinho có phản ứng cực kỳ hài hước khi chỉ vài giây trước đó, người đặc biệt vẫn còn đang vui vẻ với người trợ lý của mình. Thì vài giây sau, huấn luyện viên của Hotspur phản ứng gay gắt với trọng tài khi Sterling, cầu thủ này đã nhận thẻ vàng trước đó có pha ngã vờ. Khi còn dẫn dắt Bayern, Pep Guardiola thường có những tình huống thú vị chiếm được cả spotlight của các học trò ở trên sân. Và tình huống huấn luyện viên này vỗ mông cậu học trò Boateng ngay trên sân bị camera ghi lại trong trận Bayern thắng Schalke 4-0. Đây có lẽ là lời khen ngợi của Pep dành cho trung vệ người Đức sau pha cắt bóng thành công trong chân tiền đạo Draxler ở tình huống sát đường biên. Huấn luyện viên vàng của bóng đá Đức Joachim Löw thường vừa chăm chú theo dõi các học trò thi đấu trên sân,
vừa vô thức làm những hành động có phần khó hiểu và hài hước, khiến người hâm mộ của xe tăng không thể ngưng cười và phải đặt ra câu hỏi, có điều gì trên cơ thể khiến ông mê mẩn đến như vậy chăng? Tuy nhiên, cũng có không ít cổ động viên đã chỉ trích ông vì những thói quen cực bựa và bá đạo, thậm chí bị cho là mất vệ sinh như thế này. Nếu nói Ibrahimovic là cầu thủ cá tính thứ hai thì chắc chắn không có ai dám nhận vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, không chỉ là một cầu thủ giỏi có tầm vóc trên sân và thường đưa ra những phát ngôn tự cao, Zlatan còn có những giây phút trẻ thơ hóa khi trêu chọc đồng đội trên băng ghế dự bị như thế này. Simeone có thể không phải là một người thích nói nhiều, nhưng mỗi khi đứng trên đường pitch để theo dõi trận đấu, vị thuyền trưởng người Argentina xứng đáng có cho mình một bộ sưu tập để đời và những phản ứng rất thú vị. Ví dụ như tình huống này, Cholo có vẻ không hài lòng về điều gì đó trên sân và vừa hay người đàn ông giữ tấm bảng thay người tiến đến và nói gì đó. Và đây chính là một cơ hội không thể tốt hơn để Simeone xả cơn giận của mình. Tại Euro 2012, Balotelli cũng sở hữu cho mình một bộ sưu tập các tình huống khó đỡ. Một trong số đó là tình huống bị sặc nước khi đang trò chuyện cùng Cassano trên ghế dự bị. Có vẻ Cassano không thích hình ảnh này của Balo cho lắm, bằng chứng là một cái nhăn mặt có phần chán nản trước những hành động của người đồng đội ngông nghênh. Thời điểm còn dẫn dắt Man United, không có nhiều người dám trêu chọc Sir Alex nếu không muốn vị huấn luyện viên người Scotland dạy cho một bài diễn thuyết. Thế nhưng đôi khi cũng nên có một vài tình huống hài hước để xem ngài Ferguson có thực sự khó tính như lời đồn. Và Mike Phelan có vẻ là người hiếm hoi dám làm nổ một quả bóng bay khiến ngài máy sấy tóc giật mình khi đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của các học trò trong trận đấu với Chelsea. Tuy dẫn dắt Man United trong một thời gian không dài, nhưng Louis van Gaal cũng ít nhiều để lại dấu ấn trên cương vị thuyền trưởng đội chủ sân Old Trafford. Một trong số đó là màn phản ứng với quyết định của trọng tài một cách rất hình ảnh khi ông nằm lăn ra sân để mô tả việc cầu thủ Arsenal đã có một pha ăn vạ. Hành động này của huấn luyện viên sinh năm 1951 khiến các cổ động viên có mặt ở sân Old Trafford và những người xem truyền hình không nhìn nổi cười. Trong trận chung kết Euro 2016, siêu sao thế giới Cristiano Ronaldo bất ngờ có một tình huống hài hước bị máy quay ghi lại. Tiền đạo thủ quân của Bồ Đào Nha khiến đồng đội giật mình với cú đấm mạnh vào đùi trong lúc đang theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị. Và ngay lập tức, CR7 nhận ra sai lầm của mình và cuống quýt quay sang hỏi thăm đồng đội. Vừa rồi là những tình huống hài hước và thú vị của các ngôi sao trên băng ghế dự bị. Bạn ấn tượng nhất với tình huống nào trong video vừa rồi? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.